Vâng, thưa quý vị khán giả, sau khi mà ASEAN 2018 khép lại thì người hâm mộ thể thao Việt Nam sẽ được hòa mình vào một giải đấu lớn, đó là giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018, một trong những giải đấu uy tín, quy mô và chất lượng bậc nhất của xe đạp Việt Nam. Lúc này thì các đội đua cũng đang rất tích cực để chuẩn bị cho ngày tranh tài. Trong đó thì đội Gạo Hạt Ngọc Trời chính là đội đang đặt ra những quyết tâm khá cụ thể khi họ chính là đội bóng có mặt tại thủ đô Hà Nội, chặng xuất phát của giải đua năm nay sớm nhất trong số 12 đội đua sẽ tham dự giải đấu năm nay. Những hình ảnh này đã trở nên khá quen thuộc với người dân sống dọc tuyến đường từ Nhật Tân, Sóc Sơn đi Đền Gióng trong ít ngày qua. Sự xuất hiện của các đội đua nổi tiếng trong làng xe đạp Việt Nam thuộc đội đua Gạo Hạt Ngọc Trời phần nào đã khiến cho cung đường này trở nên có nhiều màu sắc và sôi động hơn. Em cảm thấy đây là một điều rất là hợp lý và em cảm thấy có thời gian và điều kiện tập luyện ở đây thì sẽ được có thời gian nghỉ ngơi dài hơn ở đây. Ví dụ như mình đi cặn giải quá thì sẽ hơi mệt vì thời gian ngồi ô tô và máy bay lâu sẽ làm cho cơ thể rất là quấy quải. Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang là một đội đua mạnh, có tham vọng nên việc chọn phương án ra Hà Nội sớm nhất trong số 12 đội tham dự giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen cũng là điều dễ hiểu. Lộ trình đua rất là khắc nghiệt, có lộ trình dài 240 km và có những cung đường đèo rất là khắc nghiệt. Nên chúng tôi đã chọn những cái cung đường như là tương xứng với cái cuộc đua. Xác định việc tranh chấp các danh hiệu tại giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của những chặng đường đèo. Và đây cũng chính là lý do để ban huấn luyện Gạo Hạt Ngọc Trời rất ưa thích lựa chọn cung đường Nhật Tân lên Đền Gióng. Một cung đường tuy ngắn nhưng lại có độ dốc khá gắt, đòi hỏi các tay đua phải có kỹ năng xử lý tình huống cũng như sức bền thật dẻo dai. Với ai cùng trong đội tạo thành tích cũng đều được hết nên là đội em sẽ cùng nhau cố gắng và anh em sẽ hỗ trợ nhau rất tốt để có thể đạt thành tích cao nhất về dành cho đội. Có một nguyên tắc mà ai cũng hiểu là kết quả sẽ không tự nhiên mà đến. Vậy nên chúng tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên khi đội đua Gạo Hạt Ngọc Trời trong nhiều năm qua có một vị thế vững chắc trong làng xe đạp nước nhà. Lý do đơn giản là bởi đây chính là đội đua luôn có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước mỗi giải đấu.